Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay tiếp tục quay cần câu, đây là cầu tay nha mọi người. Đấy, cần tay, cho mọi người mua về. Chờ một chút, xếp cho nó gọn gọn qua tí nữa. Đây. Đầu tiên là cây cần tay Ryobi Made in Korea nha mọi người. Đây, cần là dài 4 m, thu vào 1m03, đọt là 0,6 ly, cân nặng là 200 g. Giá là 150.000đ. Năm lóng. Số 1. Đó, số 1 150.000. Số 2 là một cây cần kinh tên. Đây. Kinh tên. Thân nhỏ nha mọi người, thân nhỏ, lóng dài. Đấy. Đọt của nó này, cần này như bị hạ đọt rồi, cần này bị hạ đọt rồi nha mọi người, hạ đọt rồi. Đây, đọt nó gãy, người ta hạ xuống này, gãy chắc khoảng 30 phân đó. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người. Mắc khoảng là 30 phân rồi. Giờ còn 3m3 nè, thu vào là 93 cm, đọt là 2,5 ly, cân nặng 80 g. Để số 2. Số 2 120. Số 3. Và tiếp tục một cây cần tay. Đây, đọc của nó. Một lóng, hai, ba, bốn, năm. Năm lóng. Năm lóng nha mọi người. Cần dài 4m, thu vào là 92 cm, đọt là 0,9 ly, cân nặng 210 g. Đấy. Đây, số 3. Số 3. 140.000 nha mọi người. Số 3 140. Số 4 là cái cần này. Đấy. Khá bị tróc nha mọi người, bị tróc sơn một cơ số chỗ. Đấy. Dài 4m rưỡi này, thu vào 1m02, đọc là 1 ly, cân nặng 200 g. Năm lóng nha mọi người.
số 4 130.000. Số 5 là một cái cần tay NFT này. Cần là dài 5.3, thu vào là 1.02, đọc là 1.9 ly, cân nặng 320g, giá 180.000. Đầu có bọc kim loại này, đọc ok một lóng, 2 3 4 5 6, 6 lóng nha mọi người. Đấy, đọc 1.9 ly nhé. Đây là cái số 5. Số 5 180.000. Càng tay hôm nay chắc liệu tất cả đều là phíp nha mọi người, càng phíp hết nha mọi người. Số 6 là cái càng kim tên nhé. Đây, chắc liệu là phíp. Càng này chắc cũng đọt khá là to, một lóng, 2 3 4 nha mọi người, 4 lóng tất cả. Càng này dài 3.5 m, thu vào là 1.02, đọt là 2.1 ly. Cân nặng của nó, cân nặng của cái này 220g nhé, 220g. Đây là cái số 6. Số 6 150.000 nhé. Số 7 là một cây 7.2, thu vào là 1.19, đọt là 1.4 ly, cân nặng là 760g nhé, 760g. Thân to nha mọi người, thân to rất là to nhé. Đấy. Lắm tất cả mọi người, 8 lóng. Ok. Đây là cái số số 7 300. Số 8 tiếp tục một cái tay to lóng dài. Đấy. Cái này dài 6.8, thu vào 1.18, đọt 1.4 ly, cân nặng 600g, giá cũng 300. Đọc mày tháp nha mọi người, đọc tháp nhé. 1 2 3 4
5 6 7 7 lóng rồi, 7 lóng. Đây là số 8. Số 8 300 nhỉ. Số 8 300. Số 9 tiếp. Đi em là toàn cần tay thôi, nhưng mình không cần tiếp thì nhắc lại nhé. Đấy. Cái này dài bao nhiêu nhỉ? Cái này dài 44. Đây. Đọt của nó đây. Một lóng. 2 3 4 5 5 lóng nhỉ. Lóc cần dài 4,4 thu vào là 1,04 m, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 180 g. Đây này, cây số 9. Số 9 150. Số 10 là một cây cần tay ráp khúc. Cần tay ráp khúc nhau rồi. Cây này có tất cả là 6 khúc nha. Cần tay ráp khúc. Đây. Nhìn nó đẹp chưa? Nó làm kiểu đây, cần tay ráp khúc bằng trúc nhau rồi. Chất liệu là trúc luôn nhau rồi. Đấy. Mấy cái đầu này nó bọc sau này. Mấy cái đầu này nó bọc cố định rồi nhá. Đây. Nó bọc để cố định không cho mẻ nứt nha mọi người. Đấy. 6 khúc. Cần tay trúc 6 khúc nha mọi người. Đấy. Dài 4,6 m, thu vào là 69 cm, độc 0,9 ly, cân nặng là 180 g. Như cái này sưu tầm được này, nhìn đẹp này. Đấy. Nhẹ nữa. Cái này cây số 10. Số 10 190. Số 11. Một cây cần canto, cần tay canto. Cần to lóng ngắn nha mọi người. Đây. Hiện tại nó là dài 7,1 m, thu vào là 1,16 m, đột 2 ly, cân nặng là 800 g, giá 300 nghìn. Đấy. Nó bị mắc cái nắp, mắc cái nắp vặn chân cần nhé. Lóng 2 3 4 5 6 7 8 8 lóng nha mọi người. 8 lóng tất cả. Đây là cây số 11. 11 300.
12. Đây. Cái càng hiệu Ebisu nhé. Ebisu. Càng này dài 5m4. Thu vào 1m03, độc 0,7 ly, cân nặng là 220 g. Giá 180. Một lóng, 2 3 4 5 6, 6 lóng nha mọi người. Sáu lóng. Đấy. Đây là cái số 12. 12. 180. Ba là một cây cần cô sinh. Đấy. Dài 4,5 m, thu vào là 1,02 m, độc là 0,7 ly, cân nặng là 160 g, giá là 150. Đấy. Học. Ok. Một lóng. 2 3 4 5, 5 lóng nha mọi người. Đây là cái số 13. 13. 150. Số 14 này, cần tay thăng ngũ vừa vừa nha mọi người. Đây nhìn này, cái này bao nhiêu lóng đây, mình xem mấy. Đây là 5 mét hơn này. Đây đột của nó, một lóng, 2 3 4 5, 6 lóng nha mọi người, 6 lóng. Càng này dài 5,2 m, thu vào là 1,16 m, độc là 2,2 ly, cân nặng là 340 g. Cái này tại số 14. 14, 160. Là một cây cần Ebisu. Phíp nha mọi người, toàn bộ video này là cần tay phíp cả. Đây. Đọt. Ok. Một lóng, 2 lóng. Này, chỗ này hơi sức sức nha. 2 lóng. 3 4 5 6 7, 7 lóng nha mọi người. 7 lóng. Này, cần dài 5m2, thu vào là 88 cm, độc là 0,8 ly, cân nặng là 310 g. Cái này cái số 15. 15, 120. Đấy. 16, tiếp tục lòng quay cần kim tên. Đấy.
Đấy. Cái này dài 3,5 m, thu vào là 1 m, độc là 0,9 ly, cân nặng là 100 g. Nó bị mắc cái nắp vặn chân cần này. Đấy, giá 120.000. Đấy. Thân nhỏ nhé. Kêu. Này, độc của nó đây. Ok. Một lóng. 2. 3. 4. 4 lóng nha mọi người. Bốn lóng. Cây cần này số 16, dài 3,5 m này. 16, 120.000. Số 17, 17 là cần trong cái hộp này. Ngoài này thì đây qua đây, đây qua số 18 là 41.000 yên. Đây không biết trong có phải không, carbon rút ra mà chắc là không rồi nha mọi người. Không, những cái cần này là cần phíp cơ mà. Hộp thôi chứ không, không phải cái cần của nó mọi người. Ồ, cái cần này cái lóng gốc của nó bị nứt, bị dập rồi mọi người. Này, cái lóng gốc của nó bị dập rồi, người ta quấn băng keo qua này. Đấy, lóng gốc bị dập nhé. Còn cái lóng phía trong có bị gì không? Lóng phía trong không bị nha mọi người, lóng phía trong thì không bị, nhưng mà cái lóng gốc thì bị dập nhé. Đấy, báo trước cho mọi người như thế. Dập người ta quấn băng keo lại luôn đấy. Này, đột này, đột lớn nha. Ok. Một lóng. 2 3 4 5 6 6 Cần này dài 5,2 m, thu vào là 1 m, độc là 1,7 ly, cân nặng là 410 g. Này, cái này cây số mấy à? Số 10 số bao nhiêu rồi ta? Số 17. Số 17 110. 17 110. Đấy, cho mọi người luôn cái hộp luôn. Đấy, lại 100.000 nhé. Số 18. 18 là một cây cần tay bằng trúc nha mọi người. Bằng trúc ráp khúc. Cần này dài 4,2 m, thu vào là 99 cm, độc là 0,9 ly, cân nặng 180 g, giá 190.000 để mình coi bao nhiêu khúc nha. Ồ, cần này chỉ có 4 khúc thôi mọi người. 4 khúc độc của nó là. Ok. Cần 4 khúc. Đấy. Đấy, số 18. Số 19 là cây này, chắc China xuất nhập nha mọi người. Đấy. Cần này dài 2,7 m, thu vào là 1,02 m, độc 0,8 ly, cân nặng là 60 g.
Thấy thằng nhỏ nhá, thằng nhỏ lắm già. Đọc coi, học hình như có bị gãi một tí thôi nè. Đọc tháp nha mọi người. 1 2 3. Này cái số 19. Số 20. Đấy. 20 là cây cần tay lóng ngắn nha. Đấy. Cần này dài 5m2, thu vào là 55cm thôi. Đọt là 0,9 ly, cân nặng 240g. 240g. Đấy. Đọt của nó đây. Ok. 1 lóng, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 lóng nha mọi người. Rồi. Giá 150.000 nha mọi người. Số 20. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0786555599. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình sẽ ship code. Và mọi người phải kiểm tra hàng trước khi nhận nhé. Là kiểm tra về có bị sai sót gì so với trên video hay không, hoặc bị bể vỡ gãy nắp gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển nha mọi người. Đấy, có gì thì báo cho bên mình để đâu bên cũng phối hợp giải quyết nha. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà các bạn không chịu xem hàng rồi cứ nhận bừa xong rồi báo cho mình bị này bị kia nha. Cảm ơn người rất nhiều.